Dạ vâng, Sở Mộc Phong Nhàn Mạo Khê xin chào tất cả các quý vị khách hàng, xin chào tất cả các anh chị em, bạn bè. Thì ngày hôm nay thì dựng được một ít bàn thờ mẫu mới, rất là mới, để khoe với tất cả các anh chị em, bạn bè. Và đây hầu như tất cả đều là cái mẫu bản quyền của Sở Mộc Phong Nhàn Mạo Khê, Đông Triều Quảng Ninh. Thì là hôm nay mình xin phép được đăng và giới thiệu với tất cả quý vị khách hàng, tất cả các anh chị em, bạn bè gần xa được biết, để có thể tham khảo, giới thiệu để ủng hộ mình. Nói chung là mấy hôm nay thì mình cũng dựng lên được một số những cái sản phẩm, có thể nói là những cái mẫu mới, rất mới, từ những chiếc bàn thờ cho đến những chiếc bàn gầm hộp cúng cơm, rất là mới. Mong tất cả mọi người có thể xem, tham khảo, giới thiệu và ủng hộ mình. Sở mình thì đại đa số là chuyên hàng đặt. Đấy, chỉ có lúc rảnh, lúc rỗi nhiều thì mình mới làm những cái hàng trưng bày nhiều thôi. Còn đại đa số là chuyên hàng đặt, và đặt tất cả các loại mẫu mình có thể đều làm được. Xin cảm ơn tất cả mọi người.